Từ chiều tối ngày hôm qua tới nay thì khắp các trang mạng thông tin về việc bộ phim mới nhất của Ngô Thanh Vân vừa mới ra rạp chưa đầy 3 ngày đã bị quay trộm và phát tán ở trên mạng, đã khiến cho nhiều người trong nghề và dư luận vô cùng bức xúc. Dù người quay trộm hiện đã bị bắt và đã giao cho công an xử lý, nhưng mà 30 phút của đoạn phim đã bị phát tán lên Facebook cùng với 50.000 lượt xem đã khiến cho nhà sản xuất bị tổn thất ước tính là khoảng 250 triệu đồng. Và nếu đoàn làm phim khởi kiện thì người quay trộm có thể bị xử phạt lên tới 100 triệu đồng và bị lĩnh mức án là 3 năm tù. Do kinh phí sản xuất bộ phim rất lớn nên nếu đoàn phim khởi kiện thì mức xử phạt có thể còn cao hơn rất nhiều. Thậm chí người vi phạm có thể bị xử lý hình sự với mức phạt từ 2 đến 3 năm tù. Đáng nói là trước Cô Ba Sài Gòn thì hàng loạt phim Việt khi vừa ra rạp cũng đã gặp phải tình trạng bị livestream ngay từ ngày công chiếu. Vì vậy sự việc lần này được dư luận ví như là giọt nước làm tràn ly nên càng cần phải có biện pháp để nặng tay trừng trị. Được biết là người quay lén và phát tán bộ phim là một khán giả 19 tuổi tại Vũng Tàu với lý do livestream chỉ để nhằm câu like và không nghĩ đến hậu quả khôn lường của sự việc. Ngay sau khi bị phát hiện, nam thanh niên này đã gửi lời xin lỗi tới nhà sản xuất. Dù bất lực trước hành vi quay lén của khán giả, thậm chí đã phải lên tiếng trên trang cá nhân rằng là tôi đang khóc cho thành quả lao động của cả ekip và có lẽ đây là bộ phim cuối cùng tôi sản xuất. Nhưng hiện tại thì bản thân Ngô Thanh Vân vẫn chưa biết nên xử lý người trẻ tuổi này như thế nào. Thank you.